Xin chào các bạn. Sau một thời gian Honda Winner X ra mắt thì Yamaha đã đáp trả bằng cách ra một số phiên bản mới của Exciter 150 phân khối phiên bản RC. Phiên bản mới sẽ có sự thay đổi như thế nào? Đó là thay đổi về tem, mác phía bên ngoài. Và sau đó là cái phần lốp của xe chuyển từ IRC qua Extra Mark. Cái phiên bản mới thì nó sẽ khác nhau một tí xíu như vậy. Tí nữa chúng ta sẽ quay cận cảnh chiếc xe để các bạn có thể nhận ra cái sự thay đổi này. Và mức giá cũng không có gì thay đổi cả. Với 4 phiên bản, thứ nhất đó là bản đỏ nhám, bản đen nhám và bên này đó là bản xám cam đen, chính xác hơn là xám cam đen, và bên này đó là trắng đỏ mà chúng ta đã biết. Thì hầu như giá cả không thay đổi, còn tổng quan của chiếc xe thì thay phần tem và thay phần lốp một tí xíu, thay với thương hiệu khác. Ở đây thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau soi cận cảnh chiếc xe để có thể xem chi tiết và tổng quan của chiếc xe để biết được chúng ta có nên mua hay không. Ok, đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Yamaha chúng ta để đón xem video clip mới. Thưa các bạn, đầu tiên chúng ta hãy quan sát phiên bản RC trắng đỏ. Với những sự thay đổi rất là khó để chúng ta có thể nhận ra và mức giá vẫn giữ nguyên, đó là 46.990.000 đồng. Còn tiếp theo đó là phiên bản màu xám đen cam. Phiên bản này cũng là một sự thay đổi phần tem ở phía trước. Hai bên cánh là chúng ta sẽ thấy là có một cái điểm nhấn nhá nó khác hẳn với phiên bản trước đây. Còn đây chính là phiên bản đen nhám, cũng một cái màu đen nhám huyền thoại, và chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của hai miếng tem màu vàng hơi nhạt một tí, có na ná màu đồng thì đúng hơn. Và bên này đó là phiên bản Exciter 150 phân khối phiên bản màu đỏ nhám mà chúng ta rất là yêu thích. Hầu như tổng quan của chiếc xe chỉ có thay đổi phần tem và một số chi tiết nho nhỏ về màu sắc. Còn lại là chúng ta sẽ thấy sự khác biệt ở phần lốp xe, sẽ sử dụng Maxxis thay cho IRC ngày xưa. Chúng ta dễ dàng nhận ra những cái phiên bản Sirius thì hầu như sử dụng lốp của Maxxis hết. Trong tất cả những phiên bản này thì nổi lên là phiên bản xám đen cam có vẻ nổi hơn, và nó giống như phiên bản NVX của Yamaha 155 phân khối, được phối màu lại và nhìn đẹp hơn, bắt mắt hơn. Còn nếu như đặt hai chiếc xe gần nhau thì chúng ta rất khó để nhận ra sự khác biệt của chiếc xe Exciter 150 phân khối phiên bản 2019 này. Đây, chúng ta sẽ quan sát phần lốp sau của xe sử dụng Extra Mark của Maxxis. Kích cỡ lốp phía sau vẫn không thay đổi. Đây, chúng ta vẫn có một kích cỡ 120 và kích cỡ vành là 17. Phía trước vẫn giữ nguyên kích cỡ. Và hầu như phần vành của xe cũng được giữ nguyên màu sắc với những đường chỉ trùng với màu sắc của xe. Ở chiếc xe màu trắng đỏ này thì cái vành ở phía trên này nó sẽ sử dụng màu sơn chỉ màu đỏ. Xin nhắc lại là tất cả những phiên bản Exciter 150 phân khối phiên bản RC này sẽ được bán với giá niêm yết là 46.990.000 đồng ở tất cả các đại lý chính hãng, và được bảo hành 3 năm hay 30.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Và khi mua thì các bạn nên lưu ý việc kiểm tra cái phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để xem màu sắc có đúng hay không và đúng với phiên bản mà chúng ta cần mua hay không, để tránh cái sự giả mạo. Đây, ở phía dưới xe luôn luôn sẽ có sổ bảo hành và ở trong này sẽ có 9 tờ nha các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quan sát cái màu sắc ở phía trong đăng kiểm của xe sẽ là màu sắc gì. Đối với chiếc xe màu đỏ nhám này sẽ là màu sơn đỏ đen. Các bạn lưu ý điều này. Còn đối với màu sơn đen nhám này sẽ là màu sơn đen. Các bạn nên cẩn thận bởi vì chúng ta rất dễ nhầm lẫn cái việc này khi mua xe. Còn đối với phiên bản xám đen cam thì
thì ở trong đăng kiểm sẽ ghi là xám đen cam. Đối với phiên bản trắng đỏ này thì sẽ là trắng đỏ đen, đúng như màu sắc của chiếc xe. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng quan sát tổng quan của tất cả những màu sắc thay đổi như thế nào nhé.